thêm nhiều sữa quên tiếp sức cho mọi người nè. Tư Lì ơi, chỗ này bạn nhảy như vậy nè, hăng hái lên. À, cũng có hăng hái rồi mà mệt quá chừng. Vận động thì cơ thể sẽ mệt mỏi một chút, nhưng mà sau đó lại khỏe mạnh gấp đôi đó. Đúng rồi đó anh Tư Lì, vừa khỏe vừa vui lại còn rất khôn ngầu nữa. Em ngưỡng mộ các anh chị lắm luôn, rất muốn được nhảy cùng mọi người á. Nghe chưa Tư Lì, ai khỏe mạnh thì đều cũng sẽ rất khôn ngầu. Cùng nhau nhảy đi, vui vẻ lên. Nhảy đúng hay sai không quan trọng, mà quan trọng là nhảy hết mình nha. Anh Chóp Chóp ơi, mà đây là hoạt động gì? Sao tất cả học sinh trong trường đều tập nhảy vậy anh? Mọi người đang chuẩn bị cho hoạt động đồng diễn sân trường chủ đề cùng quân vận động mỗi ngày để chào đón năm học mới đó em. Đây là một sân chơi mới, tất cả học sinh á sẽ cùng hòa mình vào chung một bài nhảy, từng động tác giống như nhau, từng nhịp luôn sát cánh cùng nhau. Dạ. Sân chơi này giúp học sinh toàn trường cởi mở giao lưu và gắn kết với nhau nhiều hơn đó Tám Tuốt. Dạ. Đồng thời cũng giúp chúng ta năng động, vui vẻ hoạt bát hơn nữa nè Tư Lì. Bạn cố gắng hòa nhập với mọi người nha. Biết rồi mà, mình hứa sẽ nhảy hăng hái và đầy năng lượng mà. Tám Tuốt, em qua bên ghế đá ngồi xem tụi anh nhảy rồi cho xíu nhận xét ha. Dạ, em tin là anh Tư Lì sẽ rất cool nha. Tặng cho anh sữa cun sô-cô-la lúa mạch nè, uống để nạp năng lượng cao lớn hơn mỗi ngày nha. Tự nhiên cái bọc ở đâu ra vậy trời? Hả? Ê, tụi mình ngồi ăn chung với có được không? Hả? Các bạn không nên sử dụng nhiều đồ nhựa như vậy. Ủa, chứ giờ xài cái gì? Người người nhà nhà đều xài mà. Để em cho các anh chị xem cái này. Rác thải nhựa cực kỳ khó phân hủy, có loại phải mất đến cả mấy trăm năm hay 1000 năm mới có thể phân hủy được. Cho nên khi bị chôn vùi xuống đất lâu sẽ làm đất bị mất nước, mất nguồn dinh dưỡng, gây hại cho cây xanh, góp phần gây ra xói mòn đất. Ghê chưa? Còn nếu các loài động vật mà ăn phải rác thải nhựa thì có thể chết nữa đó. Chưa hết đâu, giấy, tập, sách mà chúng ta dùng hàng ngày được làm từ gỗ cây, nên khi mọi người lãng phí giấy cũng khiến cho nhiều cây xanh bị chặt xuống hơn. Tụi mình không ngăn cản được việc mọi người sử dụng đồ nhựa thì mình tái chế lại những thứ mọi người đã sử dụng cũng là cách để bảo vệ môi trường đó. Hay các anh chị tham gia cùng cua làm kế hoạch nhỏ để tái chế rác thải với tụi em đi. Mình tham gia. Mình cũng tham gia. Ủa, ê, mình có ý này. Tụi mình á mở gian hàng quyên góp đồ cũ đi, rồi bán lấy tiền để giúp đỡ những học sinh khó khăn. À, em cũng nghĩ ra cái này. Tụi mình sẽ chia thành hai gian hàng và thi đua với nhau xem đội nào sẽ bán được nhiều sản phẩm hơn. Đồng ý. Yeah. Wow. Yeah. Không ngờ á là gian hàng của tụi mình được các bạn ủng hộ nhiều như vậy luôn. Đúng rồi đó, bây giờ đội nào thắng thua không quan trọng, quan trọng là với số tiền này tụi mình sẽ giúp được rất nhiều bạn học sinh khó khăn có quần áo mới, cặp sách mới đi học nè. Các anh chị ơi, Tám Tuốt có cái này muốn khoe. Em có tham gia
cuộc thi cùng Cun viết chữ đẹp với chủ đề biết ơn thầy cô và đạt giải thưởng rồi nè. Yeah, chúc mừng em. Năm học mới này có nhiều sân chơi thú vị quá. Tụi mình có đồng diễn sân trường. Em tám tú có cuộc thi cùng Cun viết chữ đẹp. Tụi mình còn có kế hoạch cùng Cun làm kế hoạch nhỏ này nữa. Tái chế ra được đồ chơi, đồ dùng hàng ngày, thậm chí á còn thu được tiền để quyên góp giúp các bạn học khó khăn nữa. Vừa tốt cho môi trường, vừa tốt cho mọi người. Chúng ta hãy cùng nhau làm nhiều việc tốt mỗi ngày nha. Yeah! Nắng lưỡng cào lớn, uống Cun sô cô la lúa mạch cào lớn Cun ngầu, chỉ có thể là túi Cun thần kỳ cho vào lò vi sóng được sự ấm nóng thơm ngon mát lạnh giải khát cực Cun, hạ nhiệt mùa hè kem Cun cực chất.